Chào các bạn, tôi là Thiên Minh đây và chào mừng các bạn đã quay trở lại với Xe Bảo Nam. Ở các video clip trước thì chúng tôi đã giới thiệu tới cho các bạn về các dòng xe điện 3 bánh khác nhau, như là xe điện 3 bánh mini, xe điện 3 bánh liền thân hay là xe điện 3 chỗ ngồi đa dụng. Thì ngày hôm nay tôi sẽ giới thiệu tới cho các bạn về một chiếc xe được mệnh danh là limousine trong giới xe điện 3 bánh. Đó chính là chiếc Super tải thùng đang ở cạnh tôi đây. Thế thì chiếc xe này có những cái gì đặc biệt thì chúng ta hãy cùng nhau mổ xẻ xem nhé. Đi thôi. Và từ cái góc nhìn đầu tiên thôi là các bạn đã thấy là cái chiếc xe điện Super tải thùng này nó có cái chiều dài hơn hẳn so với các cái dòng xe điện khác rồi. Dài hơn và cũng như là chỗ ngồi thì cũng rộng rãi và thoải mái hơn. Và chúng ta hãy cùng nhau đi từ phần đầu xe đến cuối xe để xem là chiếc xe này có những cái gì đặc biệt. Tôi rất là nóng lòng rồi. Đầu tiên nhỉ, ở đầu xe thì chúng ta như thông thường có một chiếc giỏ đựng đồ ở đây. Rồi, chiếc giỏ rất là chắc chắn và cái phần đầu xe này làm tôi luôn liên tưởng đến những cái dòng xe ga đắt tiền. Với phần đầu này thì hình lục giác và được trang bị đèn LED AMG. Cũng như là phần thân này thì rất là chắc chắn và có thể gọi là bo rộng tất cả. Rồi. Giá tốt nhất, dịch vụ tốt nhất, hỗ trợ trả góp. Hãy like, share và subscribe video để nhận ngay phần quà trị giá 500.000 đồng. Tôi sẽ lên ngồi thử xem sao nhé. Rồi. Cảm giác ngồi rất là thoải mái này. Êm lưng này. Chỗ ngồi rất là chắc chắn và ở trên đây thì có những cái tính năng. Rồi nếu như mà các bạn cảm thấy chỗ ngồi nó vẫn chưa phù hợp với mình lắm thì chúng ta có thể điều chỉnh chỗ ngồi nhé. Chúng ta có thể điều chỉnh ghế ngồi. Đấy, ở ngay đây, các bạn có thể xem này. Đấy, rất là dễ dàng để chúng ta có thể điều chỉnh ghế ngồi này. Gần hơn này. Và xa hơn này. Đấy, để chúng ta nếu như mà ngồi chưa thoải mái lắm thì chúng ta có thể điều chỉnh. Đây. Rồi. Đầu tiên là đến với những cái phần tính năng ở trên xe. Chúng ta sẽ cùng xem nhé. Tôi sẽ mở máy chiếc xe lên này. Cảm nhận đầu tiên ở trên mặt màn hình này thì nó hiển thị những cái thông số rất là cơ bản như là tốc độ đang chạy này, lượng pin có 4 vạch ở đây và số km mà chúng ta đã đi. Rồi, bên trái của chúng ta như thông thường chúng ta có đèn pha. Đấy, đèn này. Chúng ta có xi nhan này. Ok, xi nhan đậu nha. Ok, xi nhan tích hợp ở ngay phần đèn chính. Xi nhan trái, xi nhan phải này. Chúng ta thử coi xe. Rồi, còi rất là đặc trưng nhá. Bây giờ chúng tôi sẽ xem bên này. Ở đây chúng ta có 3 mức tốc độ chạy, 3 mức tay ga. Thì đầu tiên là mức thấp nhất này, mức trung bình này và mức cao. Đó. Để chúng ta thử xem nhá. Thử xem là chiếc xe này ga của nó như thế nào. Rồi, ga rất là khỏe các bạn ạ. Rất là chắc chắn. Cảm giác nó cao cấp hơn so với những cái chiếc xe điện khác rất là nhiều. Đây là chế độ lùi này. Rồi, ok. Rất là chắc chắn. Hai phần phanh trước và phanh sau. Hai phần phanh trước và phanh sau này chúng ta có thể dễ dàng xử lý tình huống này. Thậm chí là có cả phanh chân ở đây. Chúng tôi có thể xem. Ok, phanh chân rất là ăn nhá. Rất là ok. Phanh tay cũng rất là ăn này. Các bạn lưu ý là với chiếc Super tải thùng này thì chúng ta được trang bị thêm phần phanh tay ở phía bên phải này. Thì nó giống như là phanh tay của những chiếc ô tô, thì giúp chúng ta khi nào dừng đỗ chúng ta có thể sử dụng phanh tay, thì chiếc xe có thể đứng yên tại chỗ ngay. Rồi, ok, như vậy là những cái tính năng của xe này hoạt động rất là trơn tru và ga cũng rất là mạnh nhá, ga rất là chắc chắn. Ok, ở đây phần khung. Phần khung xe được làm rất là cứng cáp này. Thì cho dù là nếu mà có va chạm thì chúng ta cũng có thể hoàn toàn yên tâm nhé. Khung
xe rất là cứng cáp. Ok, chúng ta sẽ cùng nhau đi xuống phần giữa xe đi. Chúng ta cho ghế dịch lên một tí này. Ok, phần giữa xe nó là một cái sự đặc biệt của chiếc super tải thùng này. Khi mà cái người ngồi sau xe được trang bị những cái tiện ích rất là tuyệt vời. Ví dụ như nếu như chúng ta chở người nhà mà chân yếu chẳng hạn, đấy, rất là khó khăn cho việc di chuyển, thì xe này nó có cái tính năng đây. Mở cửa xe, đấy, mở cửa xe ở đây này, đi lên rất là thuận tiện. Tôi sẽ lên ngồi thử xem. Rồi, rất là êm ái và chắc chắn nhá. Có một chỗ để cốc nước luôn. Rất là thuận tiện và đầy đủ tiện nghi. Ok, đóng cửa xe lại này. Rồi, đấy là dành khi mà chúng ta chở người nhà nhá. Nếu như mà chúng ta bình thường không muốn chở người nhà mà muốn chở thứ khác thì sao? Tại sao chiếc xe này lại được gọi là super tải thùng? Thì tôi sẽ chỉ cho các bạn xem. Đây, chúng ta ra sau nhá. Nhấc bánh này. Đấy, nhấc lên này. Đặt nó vào khớp này. Là chúng ta đã có một chiếc thùng xe ở phía sau để có thể chở đồ rồi. Và tôi thấy là chiếc thùng xe này nó rất là rộng rãi đấy nhá. Khá là rộng rãi đấy và chở được nhiều đồ phết đấy. Tôi nghĩ là thế này phải chở được khoảng 20 thùng mì tôm là ít. Vâng. Phía sau rất là chắc chắn, là hai bên tay vịn cũng rất là chắc chắn nhá. Rất là tiện ích. Rồi, trả lại ghế nào. Ok, rất là thuận tiện trong việc mà chúng ta có thể biến đổi từ tải thùng sang ghế ngồi nhá. Bên thân xe đi. Lớp sơn của chiếc super tải thùng này thì tôi thấy là nó bên nhà sản xuất đã sử dụng một cái lớp sơn rất là cao cấp. Nhìn ở đây chúng ta có thể thấy được rồi. Và lớp sơn rất là mịn nhá. Rất là trông rất là sang. Phần bánh xe. Bánh xe ở đây. Ở đây chúng ta sử dụng bánh xe là xe nào đây? Chúng ta đang sử dụng bánh xe loại 300-10 và bánh xe loại to nhá, và được trang bị lốp đặc không xăng để khi mà lỡ mà chúng ta đâm phải đinh hay là gì thì chúng ta vẫn có thể di chuyển được bình thường, hoàn toàn có thể yên tâm nhá. Phần la răng thì được thiết kế trông rất là đẹp mắt và có logo ở đây, logo của nhà máy Sơn Tông nhá. Thì đây là chiếc super tải thùng, một dòng xe được sản xuất bởi hãng Sơn Tông, và chúng ta có những cái phần logo ở phần xe này, trên đầu kia cũng có. Rồi, đến với phần đuôi xe ở đây thì mang lại một cái cảm giác nó rất là khung nhá. Nó rất là khung và mang lại một cái cảm giác rất là chắc chắn này. Ở đây chúng ta có trang bị đèn chiếu hậu. Rồi, 3 đèn chiếu hậu, mỗi bên một đèn. Mỗi bên 3 đèn. Và có một cái bộ khung rất là cứng cáp ở phía sau đây. Cho dù có va chạm như thế nào thì vẫn có thể đảm bảo được cho xe. Bộ khung rất là cứng cáp. Như các bạn có thể thấy là rất là nhiều những cái tiện ích từ trên xuống dưới rồi. Về động cơ của chiếc super tải thùng này thì nó được trang bị từ 4 cho đến 5 ắc quy tùy theo sự lựa chọn của các bạn. Và động cơ của nó là 650W. Rồi, 650W. Và giúp chúng ta có thể di chuyển với vận tốc tối đa là từ 30 đến 35 km/h. Và chặng đường có thể lên tới là 80 cho đến 100 km khi mà chúng ta sạc đầy ắc quy. Thì tôi nghĩ là di chuyển như vậy trong nội thành nó là rất hợp lý. Ok, một cái chiếc xe đầy đủ tất cả những cái tiện nghi của một chiếc tiêu chuẩn của một chiếc xe điện ba bánh, cũng như là chở người nhà được, cũng như là chở hàng cũng được, và với một cái phạm vi hoạt động cũng rất là hiệu quả, thân thiện với môi trường, tiết kiệm nhiên liệu. Các bạn lưu ý nhé, khi mà chúng ta sạc đầy bình ắc quy thì nó chỉ tốn bằng 1/10 so với việc chúng ta đổ đầy bình xăng thôi. Thế thì chiếc xe như thế này sẽ có giá thành khoảng là bao nhiêu? Thì xin được thông báo với các bạn là chiếc xe super tải thùng này giá thành nó sẽ là 28.500.000 đồng, chưa bao gồm những ưu đãi đến từ các đại lý nhé. Thì các bạn có thể liên hệ với đại lý để tham khảo những cái ưu đãi hiện nay. Ok, tôi thấy là một chiếc xe thân thiện môi trường như vậy và mức giá như vậy là hoàn toàn hợp lý với một chiếc xe được mệnh danh là limousine trong giới xe điện ba bánh rồi. Các bạn nghĩ thế nào? Hãy để lại comment cho chúng tôi được biết nhé.
giá tốt nhất, dịch vụ tốt nhất, hỗ trợ trả góp. Hãy like, share và subscribe video để nhận ngay phần quà trị giá 500.000 đồng. Ok, bây giờ chúng ta đã cùng nhau trải nghiệm chiếc xe super tải thùng và cảm giác ngồi ở phía sau mà khi mà có người lái cho thì rất là thoải mái các bạn ạ. Xe vận hành rất là êm và trơn tru nha các bạn. Đó là tất cả những cái tính năng này, những cái đặc biệt ở chiếc xe super tải thùng này. Không biết là còn thiếu gì nữa không nhỉ? À còn một điều rất là đặc biệt mà tôi quên mất không nói với các bạn, đó là nó nằm ở chiếc chìa khóa của xe. Đây, xe phiên bản cao cấp của hãng Sơ Thông thì cũng được trang bị những cái khóa chống trộm như thế này. Ví dụ bây giờ tôi khóa xe lại nhé. Đó là xe đã khóa rồi. Thì khi mà chúng ta để ở chế độ chống trộm như thế này thì tôi không thể nào di chuyển xe được này. Xe nó sẽ phát ra tiếng báo động ngay lập tức khi mà tôi cố gắng di chuyển xe này. Rồi, rất là khó để có thể di chuyển được xe, tôi dồn hết sức mà không đi được. Đó, các bạn có thể thấy. Mở khóa. Có một cái tính năng đặc biệt nữa là chúng ta không cần phải sử dụng đến chìa khóa mà vẫn có thể vận hành được xe. Đấy là chúng ta ấn hai nút vào nút khởi động. Rồi, như vậy là xe đã khởi động rồi và tôi không cần phải cắm chìa khóa vào. Không cần phải cắm chìa khóa nhé. Và vẫn đi được bình thường. Đó là cái tính năng rất là tuyệt vời của mà hãng Sơn Thông đã trang bị cho chiếc xe super tải thùng này cũng như là các dòng xe khác. Ok, như vậy là những cái thông tin chi tiết về chiếc xe super tải thùng của hãng Sơn Thông. Nếu các bạn yêu thích chiếc xe này, hãy để lại comment cho chúng tôi được biết nhé. Và các bạn cũng có thể tham khảo thêm các dòng xe khác của chúng tôi trên website xebaonam.com hoặc là xedienbaonam.com, hoặc gọi điện trực tiếp đến chúng tôi qua số hotline là 0979662288 để tham khảo những cái ưu đãi đặc biệt mà các đại lý đang mang lại hiện giờ. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại trong các video clip tiếp theo. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi hết video này của Xe Bảo Nam. Hãy nhanh chóng bấm vào nút subscribe, nút đăng ký ngay bên dưới video này để bạn có thể nhận được video tiếp theo của Xe Bảo Nam sớm nhất. Hãy đăng ký ngay bây giờ. Đừng quên bấm vào nút có hình quả chuông để lần sau Xe Bảo Nam phát sóng là bạn sẽ nhận được video sớm hơn người khác. Xe Bảo Nam xin cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi hết video này. Để biết thêm thông tin chi tiết, truy cập website xebaonam.com hoặc gọi trực tiếp tới số hotline 0979662288. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!